Xin chào các con học sinh trường Amon Kindercare. Hôm nay bác Huệ sẽ giới thiệu cho chúng mình làm món caramel kem tươi. Nguyên liệu đầu tiên đó là chúng ta sẽ có trứng gà ta được mua từ siêu thị Vinmart, có nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng, được in trên vỏ trứng, gồm 10 quả trứng gà. Chúng mình cùng đếm nhé: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nguyên liệu thứ hai đó là sữa tươi không đường. Sữa tươi không đường, chúng mình có thể sử dụng các hãng sữa khác nhau như Đà Lạt Milk, TH Milk hay là Mộc Châu Milk. Nguyên liệu thứ ba đó là kem tươi Ancor Whipping Cream. Nguyên liệu thứ tư mà chúng ta có đó là đường. Nguyên liệu mà bác Huệ sử dụng đó là đường thốt nốt. Đây là được làm từ cây thốt nốt, là nguyên liệu đường tự nhiên. Và đây là chai nước đường mà bác Huệ đã đun ra. Đấy. Nguyên liệu thứ tư đó là chúng ta có sữa đặc. Sữa đặc, sữa hồng thọ. Chúng ta cho một ít vào cho nó thơm. Nguyên liệu tiếp theo đúng là chúng ta có đường kính để làm nước hàng. Và đây là các dụng cụ. Bác Huệ sẽ có hai cái âu lớn được làm bằng inox. Tiếp đến đó là cái đánh trứng này, cái rổ lọc này, thìa này và kéo. Đây là kéo. Chúng mình sẽ cầm kéo như sau. Và bây giờ trước tiên bác Huệ sẽ cắt sữa. Đây là 1 lít sữa tươi. Bác Huệ sẽ rót từ từ sữa vào âu lớn. Hộp đầu tiên là 500ml. Hộp thứ hai 500ml nữa là thành 1 lít sữa tươi. Đây okay. Là kem whipping cream này, kem tươi. Chúng ta sẽ đổ kem tươi vào âu lớn. Bắt đầu. Bây giờ chúng mình cùng đập trứng nha. 1, 2, 3 nhẹ nhàng này. Đập hơi một chút này. Tách trứng ra này. Rồi, tao quên đây nha. Và đây là 4 quả này, tôi đang 10 quả. Sao đó? 5 quả. Tôi đang 6 quả. Đây là 6 quả trứng gồm có cả lòng đỏ và lòng trắng. Đấy, lòng trắng chúng mình nhìn cách làm này. Đấy. Ta sẽ lấy lòng đỏ của trứng thôi. Như vậy, bác Huệ đã có 4 lòng đỏ của trứng gà. Sau đây là gì ạ? Cái này là gồm có 6 quả trứng gồm lòng đỏ và lòng trắng. Còn đây là 4 lòng đỏ của trứng gà. Sau đó cho hai hỗn hợp này vào với nhau. Như vậy, khối lượng lòng đỏ và lòng trắng có chênh lệch nhau, lòng đỏ sẽ nhiều hơn để làm cho caramel vàng hơn. Vàng. Bây giờ chúng mình sẽ đánh trứng. Chúng ta sẽ sử dụng cái đánh trứng bằng tay hoặc là bằng máy, tùy vào mỗi gia đình. Chúng mình đánh theo một chiều, kim đồng hồ. Một tay trái chúng mình giữ bát, giữ âu. Tay phải chúng mình đánh trứng, đánh thật mạnh trứng để cho trứng tan ra. Nếu chúng mình có thể sử dụng máy thì càng tốt, máy đánh trứng. Bây giờ bác Huệ sẽ lọc trứng vào đây ạ. Chúng ta lọc trứng để cho caramel mịn hơn. Trẻ con rất thích lọc trứng. Lọc trứng xong rồi thì bây giờ bác Huệ sẽ lấy đường thốt nốt cho vào. Nước đường này đã được đun tan từ đường thốt nốt. Rồi. Cái này ngon tuyệt luôn ạ. Bây giờ bác Huệ sẽ lọc lại lần nữa cho caramel được ngon hơn.
được mịn hơn. Một thìa, hai thìa, ba thìa. Sẽ lấy ba thìa đường. Chúng mình sẽ được đường cánh gián này. Chúng mình sẽ cho nước lọc vào nhá. Bố mẹ sẽ làm giúp chúng mình chỉ quan sát thôi. Dệt và màu rất đẹp. Đó. Ok chưa? Và bây giờ chúng mình, mẹ chúng mình nhá, mẹ chúng mình sẽ giúp mình là rót nước đường vì nước đường đang rất nóng. Và đối với chúng mình sẽ chưa làm được. Việc này bố mẹ sẽ giúp chúng mình. Chúng mình sẽ cho nước hàng vào trong cốc. Sau khi chúng mình, bố mẹ chúng mình đã rót cho mình nước hàng vào đây, chúng mình sẽ có thể giúp mẹ đong hỗn hợp caramel mà chúng mình đã trộn vào trong cốc. Mỗi cốc này khoảng 100ml, vừa với một suất ăn mà chúng mình thường ăn. Chúng mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi. Đó. Sau đó chúng mình để cái xưởng hấp lên. Và tiếp tục là xếp mà sau đó chúng mình sẽ đậy vung lại. Trong quá trình chúng ta hấp caramel thì chúng ta sẽ mở vung ra 5 phút một lần để nhỏ nước ra ngoài, cho khỏi nước vào trong cốc caramel của chúng ta. Quá trình này sẽ được thực hiện trong vòng 15 phút là caramel được ạ. 15 phút kể từ khi nước sôi ạ. Vâng. Đây là thành phẩm của một cốc caramel đã được hấp chín này sau 15 phút kể từ khi nước sôi. Công đoạn hấp thì bố mẹ sẽ giúp các con và các con có thể quan sát. Một cốc caramel thành phẩm mà ngon đó là mịn, béo, ngậy. Chúng mình nhìn rất là ngon luôn. Và cốc ramen caramel này để ngon hơn thì chúng mình sẽ cho vào ngăn mát của tủ lạnh, sau đó chúng mình sẽ thưởng thức thì rất là tuyệt vời. Wow, ngon quá cả bạn các con ạ. Ông hãy giúp các con thực hiện món ăn này một cách thành công và thật ngon miệng nhé. Xin chào tạm biệt các con.